TV Trần đòi đánh Ngọc Phước với giấc mơ làm MC bất ổn. Kính thưa quý vị khán giả, và chương trình Chạy đầu chờ thoát đã kết thúc tại đây. Xin hẹn quý vị khán giả tại tuần sau. Tại tuần sau. Nhiều chiến trường cam go mà. Chiến trường này không phải đánh giặc luôn. Hẹn quý vị khán giả trong chương trình Chạy đầu chờ thoát với nhiều thử thách cam go. Nói về tớ. Thì đây. Thôi làm đi tôi không biết.